Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, quy luật nhân quả xưa nay không chiều một ai, chỉ là trả sớm hay trả muộn mà thôi. Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, hôn nhân là sự an bài của thần linh. Vậy nên, phá hoại hôn nhân của người khác sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn, có thể khiến tiền đồ của một người bị hủy hoại. Những bài học giáo huấn từ cổ nhân luôn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho thế hệ tương lai. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại những câu chuyện này để luôn luôn nhắc nhở bản thân phải trân quý lấy duyên phận vợ chồng đã trải qua bao kiếp nhân sinh mới kết thành, cũng như tôn trọng mối nhân duyên của người khác. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Phá hoại hôn nhân người khác là tội nghiệp to lớn, phải trả giá đắt. Trong lễ đường hôn nhân, cô dâu chú rể thề: cho dù nghèo hèn hay phú quý, bệnh tật hay mạnh khỏe, vẫn yêu thương nhau, trân trọng nhau cho đến hết cuộc đời. Vào ngày lễ tình nhân, rất nhiều thanh niên lãng mạn thề non hẹn biển rằng mãi mãi bên nhau. Mọi người đều mong muốn người yêu cuối cùng trở thành gia quyến, mãi mãi không chia ly. Thời xưa, hàm nghĩa hôn nhân cũng bao hàm những ý nghĩa này. Hôn nhân tình sâu nghĩa nặng như vậy, nên phá hoại hôn nhân của người khác tạo thành tội nghiệp to lớn, có thể khiến tiền đồ một người bị hủy hoại. Dưới đây là hai câu chuyện như thế. Viết giấy ly hôn cho người khác, nho sinh bị hủy công danh. Thị lang Tôn Công, vốn tên là Hồng, thuở thiếu niên đã từng cùng một người bạn đồng song, cùng nhau học ở Thái Học. Hai người giao hẹn với nhau, nếu một trong hai người nhận được thư nhà, thì cả hai đều xem chung, không được giấu. Một hôm, người bạn học nhận được thư nhà, nhưng trái với giao hẹn, đã đem thư giấu đi, không đưa Tôn Hồng xem. Khi Tôn Hồng phát hiện ra có trách bạn, thì người bạn nói: trong thư có một câu e sẽ làm mất hứng của huynh. Tôn Hồng khăng khăng muốn xem, người bạn không còn cách nào, đành đưa bức thư của cha mình cho bạn xem. Trong thư có viết: hôm qua cha mộng đến một tòa quan phủ, nhìn rõ danh sách bảng vàng. Con và Tôn Hồng đều có tên trong danh sách, nhưng dưới tên của Tôn Hồng còn có một hàng chữ đỏ rằng: ngày này, năm này, tháng này, đã viết giấy ly hôn cho một người họ thế này. Vì vậy bị trời trách phạt, xóa tên bảng vàng. Tôn Hồng rất kinh ngạc. Người bạn học hỏi anh có phải đúng là có viết như thế này không? Tôn Hồng trả lời: đây là việc mới xảy ra gần đây. Tôi ở châu này có gặp một cặp vợ chồng già. Hai người cãi nhau muốn ly hôn, không có ai viết giấy ly hôn cho họ. Thế là nhờ tôi viết giúp. Nhưng khi đó tôi cũng không có suy nghĩ gì khác. Người bạn học nói: cảnh trong mộng mơ màng, không cần phải để ý. Người tài học như huynh đây thì sao có thể không đổ được. Nhưng đến khi thi xong, ngày niêm yết bảng, thì phát hiện ra người bạn học có tên trên bảng vàng, còn Tôn Hồng thì trượt. Lúc đó họ mới tin tưởng những gì cha người bạn học thấy trong giấc mộng là thật. Tôn Hồng bị ảnh hưởng mạnh, tinh thần chán nản. Người bạn học nói: huynh không cần lo nghĩ, để đệ đi khuyên hai cụ già đó tái hợp. Người bạn học ghi lại họ tên và địa chỉ của hai cụ. Sau khi đến đó mới biết hai cụ vẫn chưa có ai tái hôn. Thế là anh đem chuyện Tôn Hồng ra kể lại với hai cụ. Người bạn học nhiệt tình đặt tiệc rượu mời hai cụ, tác thành để hai cụ tái hợp. Sau khi xử lý xong việc này, người bạn học vội vàng
viết thư báo cho Tôn Hồng. Tôn Hồng vô cùng cảm động. Sau này, Tôn Hồng với danh nghĩa là nội xá sinh thái học nên được miễn thi tỉnh. Từ đó trở đi, con đường quan lộ thăng tiến vùng vụt, làm quan lớn, cai quản quận lớn. Trong thời gian tại nhiệm, đi đến bất cứ đâu Tôn Hồng hãy gặp chuyện ly hôn thì đều dốc hết sức hòa giải. Vì vậy, đã bảo toàn được rất nhiều gia đình. Bày mưu cướp vợ người, Hiếu Liêm bị đánh. Năm Mậu Tuất thuận trị, có khoa thi. Khi điểm danh thì sai nha tìm thấy một tờ giấy ly hôn của một Hiếu Liêm, người Triết Giang. Quan giám khảo nổi giận đánh cho anh ta một trận ngay tại chỗ, đồng thời xóa bỏ tư cách cử nhân của Hiếu Liêm đó. Thì ra, người bạn học của vị Hiếu Liêm này muốn cướp đoạt vợ của người khác làm thiếp. Hiếu Liêm bèn bày mưu cho anh ta. Đầu tiên phao tin đồn hủy hoại danh tiết người phụ nữ đó, khiến chồng cô ta phẫn nộ, nảy ý định bỏ vợ. Sau đó Hiếu Liêm lại giúp tác thành việc hôn nhân cho bạn và viết giấy ly hôn cho người ta, nhưng lại nhầm lẫn nhét vào trong quản bút. Có lẽ Thượng Thiên rất ghét người phá hoại hôn nhân của người khác, nên Hiếu Liêm đó đã phải chịu báo ứng hiện thế tức thời, bị giám khảo đánh đòn một trận và bị xóa bỏ tư cách cử nhân. Người xưa cho rằng nguồn gốc của hôn nhân có hai loại. Vợ chồng do thiện duyên kết thành thì hai người thương yêu kính trọng nhau, thành tựu thiện duyên đó. Hôn nhân do ác duyên sinh ra thì hai người vì báo thù mà nảy sinh suy nghĩ ác độc, tổn hại người kia. Khi chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng cho đến khi hết nợ nghiệp. Hôn nhân không chỉ là sự hòa hợp của hai người khác giới, mà còn liên quan đến con cháu thừa tự nối dõi, khiến cho các thành viên trong gia tộc chung sống hòa thuận. Phá hoại hôn nhân của người khác là làm loạn sự an bài của thần linh. Có lẽ đó chính là nguyên nhân dẫn đến tai họa. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.